Chiều 22 tháng 1, thành phố Hồ Chí Minh và Long An có 2 ca mắc mới COVID-19. Bản tin 18 giờ ngày 22 tháng 1 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và Long An được cách ly ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 1.548 bệnh nhân. Hôm nay cũng đã trải qua 52 ngày, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Số ca mắc ở Việt Nam. Tính đến 18 giờ ngày 22 tháng 1, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 553 ca. Tính từ 18 giờ ngày 21 tháng 1 đến 18 giờ ngày 22 tháng 1, 2 ca mắc mới là 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Hôm nay là ngày thứ 52 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Riêng Hà Nội, từ ngày 17 tháng 8 đến nay, không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trải qua 52 ngày qua, không ghi nhận ca nhiễm mới ở cộng đồng. Thông tin ca mắc mới, 2 ca mắc mới, bệnh nhân 1547 đến bệnh nhân 1548 là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, ca bệnh 1547, bệnh nhân 1547 tại Long An, nam 52 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Ấn Độ. Ngày 19 tháng 1 năm 2021, bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 được cách ly ngay lấy mẫu xét nghiệm tại Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 1 năm 2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Ca bệnh 1548, bệnh nhân 1548 tại thành phố Hồ Chí Minh, nam 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Láng Biển, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 20 tháng 1 năm 2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VG8650 được cách ly ngay lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 1 năm 2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 18.603. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 119 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 17.272 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 1.212 người. Tình hình điều trị. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 1.411 bệnh nhân trên tổng số 1.548 bệnh nhân COVID-19. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 9 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 15 ca, số ca âm tính lần 3 là 7 ca. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, hiện có 2 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Ngoài ra, một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có dấu hiệu nặng lên đã được các chuyên gia đầu ngành hội chẩn điều trị. Số ca không qua khỏi liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca. Đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 trường hợp và Quảng Trị 1 trường hợp. Lãnh đạo 27 nước Liên minh châu Âu EU đã thống nhất tăng tốc chiến dịch tiêm chủng, công nhận lẫn nhau kết quả xét nghiệm và xem xét hạn chế hoạt động di chuyển không cần thiết qua biên giới trong nỗ lực chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi phải đối mặt với mối đe dọa của các biến thể mới. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu đã kêu gọi các quốc gia trong khu vực cần chuẩn bị những biện pháp nghiêm ngặt hơn và tăng tốc tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 để ngăn chặn nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh. Hiện đã có khoảng 16.800 ca mắc biến thể mới ở Anh và 1.300 ca mắc ở 23 nước trong EU và khu vực kinh tế châu Âu. Trong khi đó, biến thể được phát hiện ở Nam Phi cũng đã xuất hiện ở 23 quốc gia với khoảng 570 ca bệnh tính đến ngày 13 tháng 1. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, ông Joe Biden cũng đã bắt tay vào xử lý một loạt các vấn đề cấp bách nhất mà nước Mỹ đang phải đối mặt trong. Và một trong những vấn đề đầu tiên mà ông Biden tập trung đến đó là tuyên chiến với đại dịch COVID-19 khi đã cướp đi sinh mạng của hơn 400.000 người Mỹ.
ngày ông Joe Biden chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống, hơn 4.000 người Mỹ đã thiệt mạng vì COVID-19. Đây được coi là ngày chết chóc thứ hai của nước Mỹ kể từ khi đại dịch xuất hiện. Ngay sau lễ nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã ký một loạt sắc lệnh hành pháp liên quan đến COVID-19, công bố chiến lược quốc gia về đối phó với COVID-19, tăng cường cung cấp vaccine, bắt buộc đeo khẩu trang tại các sân bay và trên một số phương tiện giao thông, hỗ trợ những nỗ lực quốc tế trong đối phó với đại dịch, yêu cầu đưa ra hướng dẫn mở cửa trường học và các cơ sở giáo dục một cách an toàn. Mọi thứ sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn trước khi chúng trở nên tốt hơn. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua điều này. Kế hoạch của chúng tôi bắt đầu bằng việc tổ chức một chiến dịch tiêm chủng tích cực, an toàn và hiệu quả để đáp ứng mục tiêu tiêm 100 triệu liều vaccine vào 100 ngày đầu tiên tôi tại vị. Và tôi cam kết sẽ hoàn thành. Chúng ta sẽ cùng nhau hành động để đánh bại đại dịch này. Chính quyền mới cũng kỳ vọng Quốc hội thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la Mỹ phòng chống COVID-19, trong đó 20 tỷ đô la Mỹ để mua vaccine và 50 tỷ đô la Mỹ dành cho công tác xét nghiệm. Trong diễn biến mới nhất, chính quyền mới của Mỹ thông báo sẽ tiếp tục đóng góp những khoản tiền lớn vào ngân quỹ của WHO trong bối cảnh tân Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy chính sách hướng đến hợp tác quốc tế lớn hơn trong cuộc chiến chống COVID-19. Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Biden xác nhận đã đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm Donald Trump rút Mỹ khỏi WHO. Sau Nanocovax thì Covivac và vaccine COVID-19 thứ hai do Việt Nam nghiên cứu sản xuất bắt đầu được thử nghiệm trên người. Dự kiến sau Tết Nguyên đán vào tháng 2 năm 2021, Việt Nam sẽ tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 có tên là Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC của Bộ Y tế sản xuất. Hiện khâu tuyển tình nguyện viên đang được thực hiện tìm ra những người đủ tiêu chuẩn tham gia thử nghiệm giai đoạn 1. Ngoài ra, các quy trình đang thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế và được Hội đồng Đạo đức thẩm định. Cô gái 28 tuổi này đang là bác sĩ nội trú, làm trong ngành y, đã có nhiều kiến thức chuyên môn và cũng đã tìm hiểu rất kỹ về vaccine Covivac, nên cô đã đăng ký tình nguyện tham gia tiêm thử nghiệm. Nếu mà vaccine này mà đi vào lưu thông thì trên thị trường ấy, thì nó sẽ giúp tất cả mọi người dân sẽ có được bảo vệ trước cái virus SARS-CoV-2. Mọi người thì sẽ e ngại, nhưng mà với bản thân mình là nhân viên y tế thì mình có rất nhiều sóng gió mình có thể vượt qua được, thì cái này thì nó cũng kể cả có tác dụng phụ xảy ra thì nó cũng chắc nhẹ nhàng thôi, không có vấn đề gì mà to lớn khiến bọn em bị sợ. Trong ngày 21 tháng 1, rất nhiều bạn trẻ khác cũng đã có mặt tại Đại học Y Hà Nội do quan tâm và muốn tham gia đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19. Tất cả đều tin tưởng và mong mỏi sớm có vaccine made in Việt Nam trên thị trường. Em thấy cái bệnh này khá phổ biến ấy, thì em muốn quan tâm với cả để xem mình tiêm để vaccine phòng ngừa bệnh ấy. Nếu mà đủ điều kiện thì em sẽ tham gia. Em cảm thấy cái chương trình này là rất là ý nghĩa và rất là quan trọng trong việc sản xuất ra một loại vaccine mới để phòng chống một cái dịch bệnh lớn như vậy ở trên thế giới, và em muốn đóng góp được một điều gì đó vào cho cái nghiên cứu này. Nghiên cứu giai đoạn 1 trên người sẽ tiến hành tuyển chọn 120 tình nguyện viên. Các tình nguyện viên có độ tuổi từ 18 đến 59, sức khỏe tốt, không có bệnh nền, không bị dị ứng với hải sản và thuốc. Sau khi khám sàng lọc và được thông qua, tình nguyện viên sẽ tham gia chương trình trong 13 tháng, được kiểm tra 9 lần trong cả quá trình và có thể rút ra khỏi chương trình nếu không muốn tiếp tục tham gia nghiên cứu. Hiện trường Đại học Y Hà Nội đã bố trí khu lưu trú, chuẩn bị cơ sở vật chất để việc thử nghiệm được tiến hành thông suốt, bảo đảm an toàn. Trong một thời gian rất là ngắn, trường đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và cũng đã được đoàn của Bộ Y tế xuống thẩm định để trao cái chứng chỉ CMP cho cái cơ sở này. Về việc tiến hành thì tiến hành chuẩn mực theo đúng các cái quy định về mặt chuyên môn cho thử nghiệm lâm sàng. Chúng tôi sẽ tiến hành sau cái buổi ngày hôm nay sẽ tiếp tục hoàn thiện tất cả các cái thủ tục pháp lý, các cái quy trình chuyên môn để có thể triển khai sớm nhất có thể. Mỗi công nghệ người ta có những cái hàm lượng kháng nguyên khác nhau. Và đối với vaccine Nanovac thì nếu mà chúng ta xem cái hàm lượng kháng nguyên thì cao hơn so với cái vaccine Covivac, thì chúng tôi nghĩ là nó không ảnh hưởng đến những cái tính chất của kháng nguyên cũng như là của cái vaccine đó. Với mục đích cuối cùng là chúng ta có những vaccine mà có thể
tạo được đáp ứng miễn dịch và đủ khả năng bảo vệ chống lại SARS-CoV-2. Các tình nguyện viên chia thành 5 nhóm tiêm gồm liều 1 microgram, 3 microgram, 10 microgram. 1 microgram vaccine pha tá chất, nhóm tiêm giả dược là dung dịch nước muối vô trùng. Mỗi nhóm sẽ nhận 2 liều tiêm cách nhau 28 ngày. Liều tiêm đầu tiên thực hiện sau Tết Nguyên đán. Chúng tôi có niềm tin dựa trên cái nền tảng khoa học công nghệ cũng như là những cái thành tựu chúng ta đã đạt được để chúng tôi có cái niềm tin rằng là đây sẽ là một cái ứng cử viên, một cái vaccine có tiềm năng. Covid là vaccine do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ đang sản xuất vaccine cúm mùa. Công nghệ hiện đại này có công suất lên đến 6 triệu liều một năm. Dự kiến mũi tiêm đầu tiên được tiêm thử nghiệm vào tháng 2 năm 2021. Nếu kết quả tốt, giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2021.